Dạ. Chấp thuận anh luôn rồi. Dạ, cảm ơn rồi đó. Rồi mình trước cái tiền kia luôn rồi vậy. Dạ rồi, mình đi khách rồi. Mở đây phun cái kho ngoài luôn anh. Mở đây em phun ở dưới này xong rồi em phun kho. Mèo nó có ra ngoài kho kho sâu không anh? Con mèo nó ở trong nhà hay là nó ra ngoài, có ra ngoài kho ngoài không? Nó ra ngoài nhà. Không, ý nói là bình thường nó có ra ngoài kho đó không? Có chứ. À.
Phun mấy con bò chét. Bên này có. Có một con mèo thôi mà.